chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel hỏi Genity, mình là Eric. trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta thêm mới một người dùng vào. thì ở đây thì mình đã tạo nhanh một thằng user. thì nếu như các bạn thêm mới thằng user thành công ấy, thì cái thằng user nó sẽ được cập nhật vào cái table này, cũng như là chúng ta sẽ dùng một cái toastify của thằng React để chúng ta thông báo vào đây nha. ở đây thì mình sẽ nhấn lưu user chẳng hạn này thì các bạn thấy rằng là cái thằng user mình vừa nhập ấy mình đã tạo đây cũng như là chúng ta đã có cái thông báo ở góc màn hình như thế này thì sau đấy thì mình cũng đã giúp các bạn gọi là chúng ta đã xóa user rồi thì nếu như mình xóa đây chẳng hạn nha mình xóa nó đi thì thằng user này sẽ mất này đồng thời chúng ta cũng có thông báo thành công luôn đấy mình đã xóa thành công rồi nha thì trong video này chúng ta sẽ làm cái chức năng sửa nha các bạn thì đối với chức năng là crud ấy, thì chúng ta đã làm đây mình sẽ viết ra nha crud thì chữ, C tức là create thì mình đã giúp các bạn làm rồi này chữ R tức là đọc dữ liệu thì ở đây chính chúng ta đã đọc dữ liệu và chúng ta đã lấy ran lên cái table như thế này rồi chữ D tức là delete thì mình cũng đã giúp các bạn rồi thì chúng ta chỉ cần sort sort cái chữ U thôi tức là update thì như vậy là chúng ta sẽ kết thúc được cái phần 0D với thằng Redux và sau khi kết thúc cái thằng 0D với thằng Redux này thì mình sẽ làm cái tài ảnh này mình sẽ giúp các bạn lưu trữ hình ảnh và chúng ta sẽ làm cái section này đầu tiên nha các bạn chúng ta sẽ lốt các thằng bác sĩ vào đây chúng ta sẽ lốt các thông tin bác sĩ vào và nó sẽ căn cứ động theo cái database của chúng ta thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi channel của mình thì các bạn có thể biết rằng channel của mình là hỏi dân IT thì trên channel của mình mình có tạo một cái playlist nó có tên là khóa học full stack web developer một cách miễn phí với hỏi dân IT thì trong playlist này, mỗi video mình đều đánh số từ thăng 0 cho đến thăng N. Thì đây chính là trình tự các bạn theo dõi cái tutorial này. Thì link đến tutorial này mình để tại phần miêu tả của video cũng như là tại mỗi comment đầu tiên tại mỗi video thì trước khi bắt đầu video này mình sẽ gọi là uh, demo qua thành quả các bạn có thể đạt được khi kết thúc video này nha thì uh, trong video này chúng ta sẽ hoàn thiện chức năng edit thì ví dụ ở đây mình có một cái thằng user có tên là test create user nha và mình nhấn vào cái nút sửa chẳng hạn này. Thì à, các bạn thấy rằng khi mình nhấn vào nút sửa thì mình sẽ lốt được cái thông tin người dùng lên đúng không? Chúng ta sẽ không cho edit cái trường email này cũng như là không edit cái trường mật khẩu. Đồng thời là các tên này, các thông tin thì chúng ta đã edit hết vào đây rồi nha. Các bạn để ý thấy là ngay cả cái drop down này này, chúng ta cũng phải lấy theo cái gọi là cái giá trị của người dùng. Cũng như cái nút của chúng ta là cái nút lưu thay đổi nha các bạn. Ví dụ ở đây mình sẽ ghi cái số điện thoại là 0123456 đi nha chúng ta sẽ cập nhật lại cái tên của chúng ta là mình sẽ là hỏi dân it edit nha edit này đồng thời là mình sẽ cập nhật giới tính của nó là giới tính khác nha các bạn mình sẽ chọn cái chức danh của nó là thạc sĩ đi vai trò của nó là bác sĩ nha và mình sẽ nhấn nút là lưu thay đổi nha các bạn khi mình nhấn lưu thay đổi thì nó vẫn giống như cái luồng các bạn tạo mới người dùng ấy các cái input này nó sẽ được gọi là làm trống hết cũng như là cái nút này của chúng ta sẽ là quay lại cái nút là create nha các bạn các bạn để ý cái tên của nó đang là hỏi dân it name nha bây giờ mình nhấn lưu thay đổi này chúng ta có một cái post thông báo là lưu thay đổi thành công đúng không các bạn cũng như là tên của nó đã cập nhật là hỏi dân it edit này thì bây giờ các bạn để ý thấy rằng là bây giờ mình sẽ nhấn vào edit nha thì các bạn thấy rằng là các thông tin lúc nãy mình điền ấy nó đã lấy được cho chúng ta rồi nha thì tức là chúng ta đã lưu thay đổi thành công đối với người dùng thì video này chúng ta sẽ hoàn thiện cái thằng gọi là thay đổi người dùng cũng như là chúng ta sẽ kết thúc cái phần là crud với thằng redux nha các bạn thì để bắt đầu trước tiên là các bạn sẽ cần phải chạy cái con react của chúng ta lên nha. Chúng ta cũng chạy luôn cái con node js lên này và các bạn cũng đừng quên là chúng ta sẽ cần phải chạy cả thằng sam bb lên nha. Thì tại sao chúng ta lại cần phải chạy con node js? Lý do đơn giản là để cho các api của chúng ta hoạt động thôi. Thì trong video lần trước mình đã giúp các bạn gọi là xong cái thằng C, chữ thằng R và thằng D rồi Bây giờ chúng ta sẽ làm thằng U nha Thì để bắt đầu làm thằng U ấy Thì chúng ta chúng ta sẽ làm từng bước một nha Trước tiên là khi các bạn nhấn vào cái 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 hình hình bút chì này Thì trước tiên là chúng ta sẽ bắt sự kiện on click cho nó nha Khi các bạn nhấn vào cái bút chì thì chúng ta sẽ cần phải lấy được cái thông tin của người dùng Thì chúng ta mới fill được lên trên này nha các bạn Thì các bạn sẽ mở con React đây này thì trong cái file là table manage ấy thì chúng ta sẽ thêm cái sự kiện on click cho cái thằng cái thằng cái thằng, cái thằng bút chì nha cái thằng bút chì thì tức là nó là cái pencil thôi các bạn đây này các bạn nhìn tên class đấy thì nó cũng giúp các bạn thôi trash tức là cái thùng rác còn pencil tức là cái bút chì thôi thì ở đây thì mình sẽ enter xuống dòng nha và mình sẽ thêm một cái sự kiện on click này chúng ta sẽ dùng dấu đóng mở ngoặc để gọi là gọi đến stack của thằng react và chúng ta sẽ dùng một cái arrow function nha this. handle uh, handle edit Edit, uh, edit user nha và các bạn cũng truyền vào cái item item này là chúng ta lấy từ trong cái vòng map này các bạn item chính là một cái object đại diện cho cái người dùng thôi thì uh, sau khi mình đã định nghĩa một cái function như thế này rồi mình sẽ copy tên function nha và mình sẽ cần phải định nghĩa tên function này thì mình sẽ định nghĩa ngay trên phía hàm render luôn thì uh, cái item ở đây thì mình sẽ đổi tên cái input của chúng ta lại user nha nhìn cho nó gọi là chính xác thì uh, tương tự như lần trước thì mình sẽ là console.log thôi hỏi dân IT này, hỏi dân, hỏi dân IT. Và mình sẽ thêm một dòng text nữa là oh, user edit nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ hai chấm chẳng hạn này và mình sẽ cần phải in thằng user ra nha. Chúng ta luôn dùng dấu phẩy thôi. Có bạn nào mà dùng dấu cộng nối chuỗi thì cái đấy gọi là cách thổi dân rồi. Thì à, việc các bạn dùng dấu phẩy này, này thì các bạn có thể in ra bao nhiêu biến cũng được. Thì đấy là cái hay của thằng console.log thì các bạn dùng với dấu phẩy nha. Thì mình sẽ cần phải inspect nó lên và mình vào cái tab console nha. Mình sẽ xóa những cái không cần thiết đi này bây giờ mình sẽ nhấn vào cái bút chì cái thằng hỏi dân it new này nha các bạn nha thì khi mình nhấn vào các bạn thấy rằng là mình đã in được cái thông tin của thằng user rồi nha thì những thông tin này này các bạn thấy một cái là chúng ta sẽ cần phải sửa này thứ nhất là chúng ta chưa lấy được cái thằng position id này chúng ta cũng chưa có thằng sender này cũng như là chưa có thằng row ID đúng không? thì à, trước khi làm cái này thì mình sẽ gọi là mình sẽ sửa một cái bất hôm trước nha. các bạn để ý thấy rằng là khi chúng ta thêm mới người dùng ấy thì trước tiên là mình sẽ các bạn sẽ nhìn cái màn hình này cho mình nha. đầu tiên các bạn thấy rằng là cái giới tính mặc định của chúng ta luôn là nam đúng không? chức danh mặc định luôn là bác sĩ này, vai trò mặc định luôn là quản trị viên đúng không? bây giờ mình sẽ tạo một cái thằng là uh, bất nha, bất create này mình đặt tên là bất create đi và mình sẽ như thế này mình sập fill những thông tin này vào nha các bạn để ý thấy là ví dụ thằng drop down mình cố tình chọn giới tính là nữ nha chức danh của mình sẽ là phó giáo sư chẳng hạn và vai trò của mình là bác sĩ luôn thì ở đây nha các bạn để ý thấy rằng là mình đã chọn những cái này rồi khi mình nhấn lưu user ấy nếu mà đúng ra ấy thì cái drop down của chúng ta nó phải xét giá trị mặc định là nam chứ nó không để là nữ nữa tuy nhiên thì do chúng ta không refresh cái drop down này này ba cái drop down nên là khi mình nhấn lưu user này. Các bạn thấy rằng là những thông tin phía trên nó được clear đúng không? Tuy nhiên là mấy cái drop down về giới tính các thứ là nó không được clear. Thì đấy là một cái bug nha. Thì bây giờ thì mình sẽ sửa cái bug đấy trước nha. Thì đầu tiên là mình sẽ cần phải mở cái thằng user của chúng ta lên này. Thì bên trong cái user redux đây các bạn này. Chúng ta sẽ quay lại cái file là user redux nha. Thì chúng ta sẽ cần phải set lại mấy cái này các bạn này. Chúng ta sẽ có một cái là Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải set lại ba cái này nha các bạn. Và cái này này, ta sẽ phải sắt lại những cái đống này luôn Bên cái trong thằng state đấy Avatar đây, thì uh, khi sắt state Thì thằng này này, cái thằng gender ấy Thì chúng ta sẽ lấy theo cái thằng Chúng ta sẽ lấy theo cái thằng Redux nha các bạn Thì uh, lấy theo Redux thì chúng ta sẽ Cần phải copy một dòng này, mình sẽ copy nha Mình sẽ um, Mình sẽ paste vào đây, đấy Mình sẽ copy tiếp dòng này này, copy này Mình paste vào đây, để mình uh, lấy Hai cái dòng này thôi, mình lấy tiếp này, chuẩn X này Rồi, mình sẽ um, Paste vào cái đầu dòng này các bạn này Đấy, mình sẽ lấy từ trong thằng Redux ra nha Position mình cũng lấy từ Redux ra Đấy, thì à, tương tự như lần trước Thì chúng ta sẽ cần phải uh, check thôi các bạn Thì à, đối với thằng Gender nha Chúng ta đã lấy được cái thằng uh, Array Gender rồi Thì chúng ta sẽ copy câu này thôi các bạn này Đấy, mình sẽ copy ý nguyên cái thằng này thôi Copy ý nguyên thằng này Thì à, chúng ta làm từ hôm trước làm hết rồi Thì à, cái con chuột của mình các bạn cũng thông cảm cho mình nha Mình đã nói từ mấy video trước rồi Thì à, do là hôm nay đang ở cuối tuần mà thì ở shopee nó không ship hàng các bạn mình đặt cho đến cái nơi làm việc của mình ấy thành ra là mình chưa thay được con chuột thì à, các bạn thông cảm cho mình một chút nha mình biết rằng là khi mình lăn ấy thì à, nó hơi đôi khi nó hơi giật giật màn hình một chút bởi vì cá nhân mình mình cũng thấy cái sự giật giật mà đây thì à, mình chỉ cần copy y nguyên như cái bài hôm trước thôi các bạn thực chất là mình cũng không cần phải thay đổi gì nhiều đâu mình nhấn ctrl N, đây thì mình sẽ cần thêm dấu phẩy thì nó không báo lỗi này rồi mình nhấn ctrl s cho nó format code lại nha thì các bạn thấy rằng là ở đây thì mình làm những cái gì ở đây thì mình đã gọi cái thằng gender này, mình lấy từ trong Redux ra. Thằng thằng row mình cũng lấy từ trong Redux cũng như là thằng position mình lấy trong Redux ra hết. Các bạn chỉ hình dung rằng là thằng Redux là một cái một cái ứng dụng nó chạy song song với cái con React của chúng ta và tất cả dữ liệu của nó nó lưu hết trong đấy rồi. Chúng ta cần thì chúng ta gọi để lấy ra thôi. Thì ở đây thì mình đã gọi để lấy thằng Redux ra nha. Và ở đây thì mình sẽ gán mặc định này, các bạn thấy rằng là mình luôn gán bằng cái thằng thằng phần tử đầu tiên thành ra là khi mình refresh ấy, thì nó sẽ fix được cái lỗi này cho chúng ta này mình sẽ quay lại nha bây giờ thì mình sẽ tạo mới một cái thằng người dùng nữa này mà mình sẽ ghi một cái là fix create nha và mình sẽ điền bừa những thông tin này đi mình sẽ điền bừa cái này thì ở đây thì mình cố tình chọn giới tính là khác đi này chức danh của mình sẽ là thạc sĩ đi và mình sẽ vai trò là bệnh nhân chẳng hạn này bây giờ thì khi mình lưu user nhé thì mình sẽ cần phải mở db ra trước này mình sẽ mở db ra luôn nha thì tí nữa chúng ta sẽ cần phải check thông tin db thì bây giờ mình nhấn lưu nha các bạn để ý nha à, chúng ta nhấn lưu rồi đúng không tuy nhiên là mấy cái mấy cái drop down này của chúng ta nó không nó không chọn lại nhỉ hơi vô lý nhỉ à có một cái ở đây thì chúng ta chúng ta đã bị mình đã refresh rồi ở đây thì mình đã sau khi set state này rồi Ờ, để biết được là cái cái hàm set state của chúng ta nó đã chạy chưa đấy các bạn thì các bạn sẽ như thế này nhé sau khi các bạn set state thì các bạn sẽ đặt một cái callback này cái callback tức là cái hàm này nó sẽ thực hiện sau khi mà cái hàm phía ngoài callback cái hàm này này cái hàm khi các bạn viết như thế này thì cái hàm callback của mình ấy, nó sẽ thực hiện sau khi mà cái hàm chấm set nó gọi là nó được thực hiện đấy thì mình sẽ console.log nha hỏi dân IT này chúng ta làm có bất thì bình thường mà Call back callback, check state nha mình sẽ cần phải check cái biến state xem là state của chúng ta nó đã được cập nhật chưa thì nếu như state của chúng ta nó đã được cập nhật rồi thì chúng ta sẽ cần phải sửa lại cái hàm render của chúng ta để cho nó lấy đúng theo cái biến state của chúng ta thì như vậy mới là chính xác nha thì mình sẽ empty như thế này cho nó clear hết này, mình sẽ là fix bug 2 nha fix bug fix bug này chưa này, mình sẽ đềm bừa những cái này nha thì việc chúng ta làm có lỗi là bình thường rồi các bạn. À, việc chúng ta làm không lỗi với là giỏi chứ còn mình cũng là người bình thường thôi các bạn, đâu có phải là siêu nhân đâu mà làm cái gì cũng là cốt một phát là đúng được ngay đâu. Thì bây giờ mình nhấn lưu nha. Thì các bạn thấy rằng là mình sau khi chúng ta chạy cái hàm hàm này này thì chúng ta đã vào cái hàm callback rồi đúng không? À, thì cái hàm đây, đây 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 đây. À cái row của chúng ta, cái row của chúng ta là m đây, mail này cái row của chúng ta chúng ta set đúng rồi này chúng ta đã set đúng được cái row rồi đúng không các bạn uh, gender của chúng ta là male tức là cái thằng đầu tiên này còn cái r1 tức là row r1 tức là cái đầu tiên này các bạn này là quản trị viên thì uh, tại sao mà nó lại không quay lại thì mình sẽ mở cốt ra nha thì mình đoán đúng lỗi mà thì uh, ngay chỗ này các bạn này mình sẽ xóa cái hàm copy này đi nha mình sẽ xóa đến đây rồi này đấy mình xóa lại rồi nha mình đã để lại cái hàm xét uh, set state rồi nha thì à, tại sao nó lại không uh, render lại cái cho chúng ta thì mình sẽ mở cái drop down và mình sẽ giải thích lý do cho các bạn nha thì ở uh, đây này các bạn để ý thấy rằng là cái uh, đây là image thì mình sẽ cần phải mở cái phía trên ví dụ mình mở cái thằng uh, mình sẽ làm cho thằng row trước nha các bạn các bạn để ý thấy rằng là đối với thằng option của chúng ta ấy, thì chúng ta chưa có một cái là default check tức là chúng ta đây này uh, khi các bạn uh, uh, các bạn uh, học cái thằng uh, select ấy, À, mình sẽ là html nha html này default check à, cái này mình sẽ là select này mình sẽ thêm một cái là default nha đây nó có một cái là default chúng ta sẽ là default check nha đấy thì à, đây thì bọn này toàn là bọn hỏi nha đây 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 khi các bạn mà đây nhá mình sẽ try cho này đây nha cái topic của mình đọc đấy chính là đây này html option selected đấy tức là thuộc tính đây, đây chính là một cái thuộc tính của thằng uh, select và nó sẽ gán cho cái thằng option rồi các bạn. Option là tất cả các sự lựa chọn của nó ấy. Thì bây giờ mình sẽ minh họa nha. Các bạn để ý thấy, để ý thấy rằng là bây giờ nha. Thì uh, các bạn để ý thấy rằng là mặc dù cái mình sẽ xóa cái chữ selected đi nha, mình sẽ Ctrl X này, mình nhấn run này. Các bạn thấy rằng mặc định ấy, cái thằng uh, drop down của chúng ta nó sẽ xếp từ trên xuống dưới đúng không? Cái Volvo này, rồi Sabi này, ờ uh, Volkswagen này, hay là thằng Audi này, tức là một vài cái một vài cái hãng xe thì các bạn thấy mặc định là dropdown của chúng ta nó sẽ xếp từ trên xuống dưới và cái thằng đầu tiên nó sẽ được xếp là selected. Bây giờ nếu mà mình muốn cái thằng Volkswagen này này nó được selected đúng không? Thì làm sao để làm được điều đấy? Thì ngay lập tức thì các bạn muốn làm được điều đấy thì các bạn sẽ thêm một cái biến là selected vào thôi và các bạn nhấn run này. Đấy các bạn thấy rằng thằng Volkswagen nó đứng thứ ba. tuy nhiên là lúc nào nó cũng được chọn đầu tiên thì trong trường hợp của chúng ta ấy, chúng ta đang là thằng Volkswagen qua gần đúng không các bạn? Thì các bạn muốn chuyển thì thằng Volkswagen qua gần này mà nó chuyển lại vào cái thằng uh, thằng vovo này thì điều đấy thì các bạn sẽ cần phải thêm thuộc tính là selected vào bên trong này thôi. Mình sẽ paste vào đây một phát, mình Ctrl Z nhé Mình uh, paste hơi nhầm rồi. Mình Ctrl C. Đây mình sẽ copy cái thằng Ctrl X cái này rồi mình paste vào đây nha. Và mình nhấn run lại một cái thì ngay lập tức cái thằng Volvo của chúng ta lên đầu rồi. Đấy các bạn thấy là nó sẽ lên đầu đúng không? Thì uh, ở đây thì uh, làm sao để làm được điều đấy? thì mình sẽ chúng ta có một cái giá trị đó chính là default selected các bạn từ ở đây thì mình sẽ thêm một cái là html này select default default mình sẽ cần phải sửa một chút nha của chúng ta sẽ là chúng ta sẽ dùng một cái biến là selected ừ. mình sẽ assert luôn thêm một chữ thằng react nha các bạn react select uh, select default value nha đây mình sẽ xem nào à không phải là chúng ta không phải là dùng uh, React, uh, React HTML nha. mình đang dùng thuần chứ mình không dùng thư viện. thì uh, dùng uh, thư viện thì nó dễ rồi. mình sẽ xem nhanh cái thằng này. Uh, value nó là value thì uh, set sell state thì chúng ta đã set value sell state rồi. đây chúng ta uh, also understand boolean for uh, not not recommend uh, đây các bạn này Chúng ta sẽ dùng cái thuộc tính là selected thôi các bạn, tức là nó sẽ truyền một cái biến là true hay false thôi. Thì đây, chúng ta sẽ dùng như thế này nha các bạn nhé. Uh, react settings on option do not work at all set the Đây này, đây này, nó nói là với cái current version of react này thì setting selected attribute on option do not work set value attribute on selection. Uh, selection bọn này xăm lờ nha. default value này. Đây 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 đây. Đây, chúng ta sẽ dùng cái thuộc tính là default value nha các bạn. Form control mình sẽ là cái còn answer default value. Mình sẽ như thế này. Mình sẽ xem nào, update ờ oh. thằng này sẽ là react example cái gì đây? Mình sẽ xem mấy cái bọn xăm này nó làm cái gì đây nào. Um, include component with now stateless function using by file mình có nấy rồi mà mình đã cùng mình cũng thêm một cái file cho nó mà mình cũng thêm một cái là uh, à mình bị thọt mất các bạn ạ các bạn thấy rằng là nó xét cái giá trị bên trên này các bạn này nó xét cái giá trị bên trên cái thằng select ấy, thì mình thiếu nhá thì mình sẽ bổ sung nha các bạn thì ở đối với thằng này này thì à, bổ sung thì nó cũng bổ sung nhanh thôi mà các bạn mình sẽ là value tức là việc chúng ta dùng cái hàm value như thế này thì cái thằng react của chúng ta hay nói khác là cái đống option này nó sẽ tự động chọn cho các bạn gọi là giá trị của cái biến các bạn cần lấy nha thì đây thì mình sẽ cần điền vào row thôi thì tại sao mình lại điền vào row chỗ này lý do đơn giản bởi vì là cái biến row của chúng ta mình đã lấy trên này rồi các bạn nha mình đã lấy trên này rồi này mình đã lấy theo biến state đấy việc mình dùng row ở đây tức là mình đang dùng cái hàm là this.state.row ngay chỗ này thôi tương tự thì mình sẽ khai thêm cái value cho cái thằng input của chúng ta nhé cái value của chúng ta đấy chính là cái position thôi nha các bạn nhé position rồi tương tự nữa thì ở trên này mình sẽ thêm một cái value nữa cho cái thằng gender nhé thì nó dễ mà bởi vì là mình lần trước thì mình đã cốt chuẩn hết rồi thành ra là những cái đoạn này mình có sửa thì nó sửa rất chi nhanh thôi mình sẽ value đây của mình sẽ là gender nha và mình sẽ nhấn Ctrl S này các bạn hình dung là cái biến gender ở đây ví dụ gender ở đây nó là tên của một biến nha nó không phải là một chỗ string đâu cái biến đấy thì mình đã lấy chỗ này các bạn này mình đã lấy động theo thằng state rồi nha và mình nhấn Ctrl S lại cho nó chắc chắn một lần nữa này mình sẽ quay lại nha mình sẽ quay lại với ứng dụng của chúng ta này thì mình sẽ xóa clear đi ở đây thì mình sẽ tạo một thằng user mới nha ví dụ là mình sẽ là Facebook 3 nha mình sẽ mật khẩu mình sẽ đền bừa những cái này đi mình đền bừa hết những cái đống sheet này và đây thì mình sẽ chọn nữ chẳng hạn này mình sẽ chọn thạc sĩ tiến sĩ đi và bác sĩ chẳng hạn và các bạn để để ý mình lưu nha xem nó có trở trở thành cái option đầu tiên không nha mình nhấn lưu này đấy các bạn thấy rằng bây giờ nó đã trở về cái thằng đầu tiên rồi nha lý do đơn giản bởi vì là chúng ta đã lấy hết tất cả các biến theo state rồi thì như vậy mới là chính xác nha các bạn tức là khi các bạn làm xong nó sẽ refresh thì à, tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ làm tiếp cái thằng lưu nha khi mình nhấn lưu vào đây thì các thông tin này nó sẽ fill hết vào đây nha thì à, để làm được điều đấy thì trước tiên là chúng ta sẽ cần phải sửa API một chút nha các bạn. thì à, các bạn để ý cái tab network nha. À, không phải là tab network mà chúng ta sẽ để ý cái tab console nhé. ví dụ mình nhấn vào cái nút này này, mình nhấn vào nút sửa này. thì các bạn có thể thấy rằng là khi chúng ta nhấn vào nút sửa thì chúng ta đã lấy được các thông tin ví dụ là gender của chúng ta là f này, cũng như là cái position của chúng ta là p2 đúng không? cũng như là row id của chúng ta là r2 tức là những cái thông tin mà chúng ta đã lấy được rồi ấy. thì à, bây giờ thì à, Uh, mình sẽ cần phải um, mình sẽ cần phải gọi là mình sẽ vào đây hết nha các bạn tức là chúng ta sẽ cần phải fill hết thông tin này vào đây nha thì uh, để làm được điều đấy thì mình sẽ vào cái thằng user này thôi uh, chúng ta trong cái table manage này này thì uh, trong cái table manage thì uh, có một cái dở đây chính là cái thằng uh, user manage ấy, thì uh, nó sẽ cần phải gọi ngược lên thằng, uh, thằng cha đúng không các bạn tức là khi các bạn mà muốn uh, thay đổi thông tin này này thì bắt buộc các bạn sẽ cần phải gọi ngược cái thằng cha đúng không? thì có một cách nữa thì mình sẽ truyền truyền nha mình sẽ tức là có hai cách. thứ nhất là các bạn sẽ cần phải truyền một cái hàm từ trong cái thằng uh, user redux này này, các bạn sẽ cần phải truyền đến cái thằng uh, chúng ta sẽ cần phải truyền vào cái table table manage user để bên cái component này của chúng ta này, chúng ta gọi ngược lại cái hàm đấy, thì khi chúng ta gọi ngược lại cái hàm đấy thì chúng ta sẽ truyền cái thằng user vào, tức là truyền các thông tin người dùng vào edit và khi đấy thì nó sẽ fire cái hàm trong cái component user redux này thì lý do chúng ta cần phải fire cái hàm trong component này bởi vì là cái đống state ấy cái mà email password các thứ các thứ input này này thì nó quản lý bên trong cái component là user redux thì đấy là lý do chúng ta cần phải fire cái function bên trong cái component user redux này Cách thứ hai là các bạn có thể dùng emit như mình hướng dẫn lần trước ấy. Đến đây các bạn chỉ cần bắn một cái event, chúng ta bắn event emit ở đây. Và bên này chúng ta sẽ nghe là emit.on cái event đấy và chúng ta sẽ state. Cách thứ ba đấy chính là các bạn sẽ dùng Redux nha. Tức là các bạn sẽ gọi là các bạn đến đây này, các bạn sẽ lưu người dùng lưu cái thằng người dùng cần edit vào bên trong Redux. Thì khi các bạn lưu vào bên trong Redux ấy, khi khi người dùng này thay đổi một cái này thì ngay lập tức cái bên này này, Bên này thì chúng ta sẽ dùng cái hàm là component update Chúng ta sẽ nghe sự thay đổi của thằng người dùng Và sau đấy chúng ta sẽ start state Thì à, mình thấy trong ba cách này thì mình sẽ dùng cách đầu tiên nha Nó dễ nhất cũng như là nó sẽ gọi là giúp các bạn hình dung được cách tư duy Cách truyền một cái function từ thằng cha sang thằng con nha Thì à, để làm được điều đấy thì trước tiên mình sẽ định nghĩa một cái function nha Mình sẽ định nghĩa một cái function này Là handle, handle edit a user user nhé mình sẽ đặt một cái tên là from parent nhé tức là thằng này là parent mà parent. Thì uh, cái function này mà nó sẽ cần mà cần có một cái biến truyền vào, tức là một cái data user, mình sẽ cần mà truyền vào một cái biến user thì chúng ta mới biết là edit thằng nào đúng không? Rồi, thì uh, mình sẽ viết một cái hàm này và bên trong cái hàm này thì mình sẽ là mình sẽ console.log nha, mình sẽ console.log này. Mình sẽ console.log. Uh, các bạn cứ gõ như mình đi, rồi mình sẽ giải thích luôn. Hỏi dân IT check handle handle uh, edit user nha. User này mình sẽ là user user from parent nha chúng ta sẽ như thế này parent rồi và mình sẽ in cái biến uh, cái biến user ra nha nó chỉ đơn giản là nếu các bạn mà gọi được cái hàm này thành công ấy thì uh, các bạn sẽ gọi là in cái biến thằng user ra nha thì uh, ở đây thì mình để truyền cái hàm này sang bên cho thằng con đấy hay nói khác thằng con có thể gọi được cái hàm này đấy các bạn thằng con nó sẽ phải gọi ngược lên thằng cha các bạn hình dung là thằng này là thằng cha đúng không còn thằng con chính là table manage user thì mình sẽ truyền cái hàm này qua nha các bạn thì mình sẽ truyền cái hàm này ra qua thì ở đây thì mình sẽ dùng cái câu là dít chấm nhá các bạn chỉ cần dùng là dít chấm thôi các bạn đừng có dùng cái arrow function nhá nó bị sai ấy. thì ở đây thì cái tên cái tên này này chính là tên của cái biến prop các bạn muốn truy cập thì ở đây thì ví dụ mình sẽ mình nhấn ctrl ctrl z nhá mình đã đặt là handle ở đây thì mình sẽ gọi là handle edit user from parent nhá mình sẽ cố tình mình sẽ đặt thêm một cái biến là một cái key nữa là key đi nha mình sẽ đặt là key nha đấy mình cố tình đặt cái tên khác đi còn cá nhân mình khi like mình làm ấy thì mình đặt tên giống hệt luôn còn ở đây thì mình đặt khác đi để cho các bạn biết rằng là mình truy cập cái biến này này thì nó sẽ gọi đến hàm này tên nó khác nhau thì nhìn cho nó dễ phân biệt thôi chứ còn sau này ấy, đến một thời gian nữa thì mình sẽ đặt tên giống nha các bạn sẽ hình dung cho mình là khi cái cái từ khóa đầu tiên chỉ là key thôi các bạn làm việc với object ấy, thì nó sẽ là key và value các bạn truy cập đến key thì nó sẽ cung cấp cho các bạn cái giá trị của nó thôi thì ở đây thì bên cái thằng table user manage user mình sẽ copy cái tên key này nha Và mình sẽ thằng table manage user này. Thì ngay tại đây các bạn này. Để mà truy cập được đến cái đấy thì chúng ta sẽ dùng cái là this.prop. cái hàm này thôi. Và chúng ta sẽ cần và truyền vào data nha. Thì mình sẽ ghi là một chuỗi string đi, data from child nha. Tức là cái hàm của chúng ta, cái hàm này này. Các bạn để ý cho mình nha cái hàm mà handle chúng ta gọi đến cái key prop là handle edit user from parent key ấy tức là nó sẽ nó sẽ đến cái key này đúng không nó sẽ truy cập được vào cái key này và nó sẽ fire cái hàm này các bạn để ý thấy rằng điều đặc biệt là cái hàm này mình không có dấu đóng mở ngoặc nha bạn nào mà điền dấu đóng mở ngoặc như thế này là nó bị sai đấy chúng ta không điền dấu đóng mở ngoặc bởi vì là khi nó hiểu là nó sẽ chạy đến function này thì ngay lập tức nó sẽ fire cái function này cho các bạn này và function này chúng ta mới có dấu đóng mở ngoặc này thì cái user này nếu như là mình chạy thành công ấy thì nó sẽ in cho mình cái chữ là data from child nha các bạn tức là nó sẽ quẳng được cái data từ thằng thằng con mà nó sẽ gọi ngược lên thằng cha nha mình nhấn Ctrl S này mình sẽ quay lại nha mình sẽ refresh một cái cho nó chắc nha rồi mình sẽ clear cái console đi này mình sẽ nhấn vào cái nút này nha, cái uh, nút action này các bạn xem xem là nếu mà code chúng ta có chạy được không nha. Đấy, các bạn thấy rằng là mình đã in ra được cái dòng chữ là data from child rồi nha. Thì ở đây thì thay vì cái dòng chữ như vậy thì mình sẽ in tiếp ra này. Thay vì cái chữ um, cái này, cái chữ này thì mình sẽ truyền nguyên cái thằng user vào nha, mình sẽ truyền cái thằng user vào và mình sẽ xóa cái thằng này đi nha. Đấy. Rồi, mình nhấn Ctrl S nha. Thì mình quay lại nha, mình sẽ clear cái console này đi này, mình sẽ nhấn vào cái nút này nha các bạn. Thì các bạn thấy rằng lần này cái, cái này trên cái thằng parent ấy thì mình đã lấy được cái thông tin từ thằng con chuyển lên rồi nha Thì đây chính là cách các bạn chuyển một dữ liệu từ thằng con lên thằng cha Thì um, khi các bạn chuyển ngược lại từ thằng cha sang thằng con ấy Thì nó lại là một câu chuyện khác chúng ta không thể dùng cách này được đâu các bạn Cách này chỉ dùng được khi và chỉ khi các bạn từ thằng con các bạn muốn gọi một cái hàm bên trên thằng cha Các bạn hình dung rằng là mình đang từ cái table này này mình gọi ngược lên thằng cha Thằng cha của nó là cái đống input này đấy Thì uh, đấy là cách mình giúp các bạn rồi nha thì bây giờ sau khi chúng ta đã có được dữ liệu của người dùng rồi thì chúng ta làm dễ lắm các bạn chúng ta chỉ cần dùng cái hàm this. setState thôi nó đơn giản không mà các bạn sẽ copy cho mình cái cái hàm này nha cái hàm mà trong cái component được update đấy mình sẽ copy ở đống setState này Các bạn copy cho mình nha và các bạn sẽ quay vào cái này này các bạn sẽ quay vào cái hàm mà chúng ta đây thay vì cái này các bạn sẽ paste vào đây ở đây thì các bạn sẽ thay cho mình nha chúng ta sẽ bắt đầu thay này email thì chúng ta sẽ là user. email thôi đây này các bạn để ý thấy rằng chúng ta đã in ra màn hình này này chúng ta có email này key của nó giống hệt mà thì do mình đặt key của nó giống nhau thì thành ra là chỗ này chúng ta sẽ là user chấm email nha chấm à, password nha chấm uh, password này đấy uh, password uh, chúng ta không trả về password thành ra là cái password của mình thì mình sẽ là mình sẽ đặt một cái một cái ký hiệu đó chính là hát code nha hát code này hát code uh, hash code đấy uh, hash code nha các bạn đấy thì mình sẽ đặt như vậy để các bạn hiểu nha là chúng ta đang hát cốt thằng password chúng ta không có thằng password đâu các bạn chúng ta sẽ là first name tương tự thì chúng ta sẽ là user user chấm last name và cái này chính là mình sẽ xem thằng phone number chúng ta các bạn để ý thấy rằng phone number của chúng ta là không có chữ viết hoa đâu nha cái chỗ này này phone number mình đặt chữ n viết hoa tuy nhiên là trong data chúng ta trả lại thì không có chữ hoa đâu nha các bạn nha đấy phone number này các bạn lưu ý cho mình nhá address thì chúng ta sẽ là user chấm chúng ta sẽ là user chấm address này tương tự thì đối với thằng gender các bạn để ý nhá thằng gender của chúng ta đang đặt là chúng ta đang là gender nha các bạn gender là gender luôn thì chúng ta sẽ xóa cái đống này thôi các bạn chúng ta không cần phải check như thế này đâu user chấm gender nhá tuy nhiên đối với thằng row này các bạn để ý thấy là thằng row của chúng ta đang đặt là row id cũng như thằng này là position id nha các bạn cái này là do chúng ta thằng node chúng ta đặt là vậy thành ra là chúng ta phải phụ thuộc vào thằng node nha các bạn row ID nha, chúng ta lấy theo thông tin của thằng nodejs mà. Ở đây thì uh, sẽ là user chấm row. À cái này sẽ là position uh, ID nha. Rồi, đến đây nha, mình sẽ quay lại nha các bạn, mình nhấn Ctrl S này, mình sẽ quay lại xem mà chúng ta đã được cái gì rồi nha. Mình quay lại này, mình sẽ refresh một cái cho nó chắc ăn nha. Bây giờ mình sẽ sửa cái thằng bug 3 nha, mình nhấn nút sửa này. Các bạn để ý nha, nếu mà code chúng ta chạy đúng ấy thì nó sẽ lấy được những thông tin này cho chúng ta này. Ở đấy thì mình sẽ nhấn nút sửa chẳng hạn này. Đấy các bạn thấy rằng thông tin của chúng ta đã, đã fill được hết vào rồi đúng không? Chúng ta đã fill được hết thông tin này vào rồi này Cũng như là các bạn thấy là cái drop down của nó nó được lấy động rồi nha Ví dụ mình thay bằng fix bug thế nào Đấy thì nó đã đổi hết cho chúng ta rồi này Đấy các bạn thấy rằng là nó thông tin của chúng ta nó được thay đổi đúng không? Thì ở đây thì khi mà chúng ta làm cái action edit ấy, thì mình sẽ disable cái trường password này nha các bạn Chúng ta sẽ không gửi password này đi này Cũng như là chúng ta sẽ thay cái nút lưu user bằng cái nút là edit user nha các bạn nhé chúng ta sẽ đổi cái màu là cái màu vàng luôn nha ứng với cái này này thì nhìn cho nó đẹp thì à, để làm được điều đấy thì à, mình sẽ trước tiên là để thay cái màu ấy thì mình sẽ dùng cái class của bootstrap luôn nha mình sẽ inspect và mình sẽ chỉ cho các bạn này chúng ta sẽ dùng thay vì chúng ta dùng cái là button primary thì chúng ta sẽ dùng một cái là btn button warning nha các bạn cảnh báo ấy warning Đấy các bạn thấy rằng nó sẽ sang màu vàng chưa Thì đấy là việc các bạn đỡ phải code chúng ta dùng sẵn cái class của thằng bootstrap thôi Thì ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ đẻ thêm một cái trạng thái cho cái biến state của chúng ta nha Thì chúng ta sẽ cần phải đặt một cái biến trạng thái là Mình sẽ đặt một cái là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ cần phải tạo một cái file Mình sẽ tạo một cái biến cho cái file constant nha thì để mở nhanh cái file constant ấy hằng số ấy thì mình sẽ nhấn Ctrl P nha các bạn Ctrl P nha và các bạn sẽ gõ vào là constant của mình thì nó sẽ ra ngay thôi thì à, trong này này các bạn thấy rằng là mình đã có một cái action đấy chính là à, mình sẽ xem xong cái key là manage action mình có dùng ở đâu chưa mình sẽ search như thế này đây thì à, cái key manage action mình đã thay một cái mình đã có một cái key rồi thì các bạn sẽ sửa cho mình nha chúng ta sẽ sửa giống hệt như cái em Zero d luôn các bạn sẽ thêm cho mình một cái key thứ nhất là create này chúng ta sẽ là create nha chúng ta sẽ là create mình sẽ giá trị của nó sẽ là create này tương tự edit là edit nha và ở đây thì mình sẽ thêm một cái nữa là một cái là read nha đấy thì à, thực chất là các bạn sẽ đọc vào read hay read thì tùy các bạn nha tức là hiện tại và quá khứ ấy như vậy là chúng ta đã một cái action của chúng ta bao giờ nó cũng xoay quanh cái key này thôi thì ở đây thì mình sẽ ghi là mình sẽ đặt hoa luôn nha mình sẽ là Ờ, mình sẽ là cái gì nhỉ zero UD action nhá đấy mình sẽ đặt tên là zero UD action đấy như vậy thì nó chính xác hơn mình nhấn ctrl s nha thì nó lưu lại thì như vậy là mình đã khai một cái biến zero UD action rồi thì mình sẽ copy cái này tên biến này và mình sẽ vào cái thằng zero d thằng uh, redux của chúng ta nha và để sử dụng được thằng đấy thì mình sẽ paste ngay trên này nha các bạn mình sẽ paste vào đây đấy như vậy là mình đã import cái thằng zero d vào đây rồi thì uh, tại sao mình lại cần phải import cái thằng zero d action bởi vì là chúng ta sẽ lưu thêm một cái biến nữa nha các bạn thì ở đây thì mình sẽ lưu thêm một cái biến là đặt tên là action nha các bạn tức là chúng ta cần phải biết được là action của người dùng đang làm là gì action ở đây thì mặc định giá trị của nó thì mình sẽ khai là rỗng nha thì khi chúng ta tạo người dùng ấy các bạn sẽ kéo vào đây khi chúng ta gọi là chúng ta chúng ta có một cái nút là save handle save user này on chain ở trên handle say user, uh, chúng ta đã có cái này rồi. thì uh, mình sẽ cần phải là khi chúng ta nhấn vào cái nút edit, uh, mặc định thì uh, đây, thì uh, để làm được điều đấy thì uh, các bạn sẽ quay lại cái hàm này cho chúng ta nha. handle edit user ấy, thì mình sẽ set cái action của chúng ta nha. action của chúng ta ở đây thì sẽ bằng cái crud action và các bạn sẽ là edit nha tức là chúng ta sẽ gắn cái action của người dùng khi này Cái action của chúng ta sẽ là bằng edit nha các bạn thì uh, khi chúng ta uh, mặc định chúng ta gắn bằng rỗng khi chúng ta sửa thì nó thành edit và ở đây này các bạn này ở trong cái cái hàm mà chúng ta không có nha thì uh, chúng ta sẽ cần phải truyền một cái action xuống chỗ này nữa các bạn này chúng ta sẽ cần phải truyền một cái key là action nha và cái giá trị của action này thì chúng ta sẽ lấy trong state ra nha this.state.action nha thì thằng con nó mới biết được là table nó là action gì rồi mình di chuyển vào đây đi thì cái nút chúng ta có hai cái nút cái nút cái nút uh, đây cái nút đây các bạn này thì uh, cái nút này thì chúng ta sẽ cần phải check cái điều kiện của nó nha thì uh, ở đây thì mình sẽ dùng cái điều kiện này và mình sẽ xóa cái này đi mình sẽ dùng điều kiện nha nếu cái thằng uh, this chấm này chấm cái action của chúng ta bằng 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 này nếu mà nó bằng cái là nó bằng cái action của chúng ta là crud action mà chấm edit đấy nếu như action của nó là action edit đúng không các bạn thì chúng ta sẽ dùng cái class này chúng ta sẽ dùng cái class là chấm hỏi này nếu như nó là edit thì các bạn sẽ là btn và chúng ta sẽ là btn chúng ta sẽ là warning nha warning đấy còn nếu không nếu mà nó không phải là edit thì các bạn sẽ dùng cho mình cái class là đây chúng ta sẽ dùng lại cái class là btn primary thôi như thế này nha các bạn mình sẽ cần phải đóng ngoặc như thế này thì nó mới chính xác này đấy chúng ta đã kết thúc cái điều kiện so sánh nha nếu như ở đây thì mình sẽ giải thích này nếu như là nó sẽ check thôi các bạn nha nếu như cái action của chúng ta ấy, lưu trong state này action của nó là edit thì ngay lập tức nó sẽ dùng cái class là btn warning còn nếu action của nó là khác edit thì nó sẽ dùng cái primary nha các bạn đồng thời thì mình sẽ cần phải check tiếp cái dòng text này nha các bạn mình sẽ check tiếp này cái dòng text của chúng ta là đang như thế này nha thì mình cũng phải viết tiếp cái điều kiện giống hệt như trên này cho nó này mình sẽ copy cái điều kiện này nha copy cái điều kiện này đấy mình sẽ copy như thế này và mình sẽ cần phải đóng ngoặc ở đây thì nếu như là nếu nó là edit nha thì mình sẽ dùng một cái là formatted formatted message nha mình sẽ như thế này mình sẽ cần phải xóa mình sẽ copy thằng này lên luôn nha copy thằng này và mình sẽ x đôi thành hai lần nha mình sẽ x đôi thành hai lần thì ở đây thì sẽ là edit này edit rồi và ở đây thì mình sẽ cần phải thêm cái dấu hai chấm nha đấy như vậy thì nó hết bao lỗi rồi nha thì ở đây thì mình sẽ xóa cái này đi thì cái cái dòng text chúng ta hiển thị ấy, thì nó sẽ check là nếu như action là bằng edit thì tao sẽ chạy cái dòng text là để edit còn nếu không phải là edit thì tao sẽ chạy cái dòng text là lưu nha tương tự thì mình sẽ mở cái file là tiếng việt nha các bạn nhấn căn chung p rồi các bạn sẽ gõ là từ vi và các bạn enter thôi rồi thì ở đây thì mình có một cái là add thêm mấy người dùng này lưu user này mình sẽ thêm một cái là edit nha edit này mình sẽ là lưu user mình sẽ là uh, thay vì edit uh, mình sẽ là lưu thay đổi nha đấy uh, uh, mình sẽ là edit uh, mình đặt tên như thế nào nhỉ tại vì cái này mình đã lưu uh, lưu user rồi. thì ở đây thì mình sẽ đặt sửa lại nha các bạn cái này thì uh, nó sẽ là create user nha đây mình sẽ là create user đấy à không mình sẽ là lưu user là chính xác rồi đấy các bạn thì uh, mình sẽ là say user mình sẽ là Save changes nè. tức là lưu thay đổi ấy đây thì mình sẽ dùng tiếng việt nha lưu thay đổi này còn cái kia là cái gì nhỉ mình đang đặt là lưu người dùng hay sao ấy nhỉ mình sẽ xem thằng git là mình biết liền rồi mà mình nhấn Ctrl s chẳng hạn nha mình sẽ quay lại thằng git này thằng git của mình là bên này mình sẽ xem cái file tiếng việt của mình lúc nãy của mình là lưu user thì bây giờ của mình sẽ là lưu user nha các bạn đây sẽ là còn cái còn lại sẽ là lưu thay đổi nhá các bạn để ý thấy rằng là lưu user tức là chúng ta tạo mới thôi còn lưu thay đổi tức là chúng ta thay đổi người dùng ấy trong trường hợp edit mình nhấn ctrl s nha sau đấy là mình nhấn ctrl p tiếp và mình sẽ cần phải search cái file n nha các bạn rồi và mình sẽ định nghĩa một cái là edit action edit ở đây chúng ta sẽ là mình sẽ ghi là edit user nha đối với tiếng anh thì nó lại dễ vậy đấy rồi mình nhấn ctrl s nha các bạn như vậy là mình đã khai file dịch thành công rồi mình sẽ vào cái file này này mình nhấn ctrl s luôn cái thằng user redux nha mình sẽ quay lại nha các bạn thấy rằng là mặc định các bạn thấy rằng là mặc định là chúng ta bị thọt mất cái nút này rồi à chúng ta vẫn có cái nút uh, lưu user ở đây bây giờ nha nếu mà mình nhấn vào cái thay đổi này này thì ngay lập tức nút này nó sẽ chuyển màu cho các bạn xem nha đấy các bạn thấy rằng cái nút của chúng ta nó đã chuyển màu rồi đúng không thì cái đấy gọi là một cái khá chỉ là hay đúng không thì uh, bây giờ thì uh, chúng ta sẽ cần phải uh, uh, ở đây thì mình sẽ cần phải xem nào chúng ta sẽ cần phải uh, sau khi chúng ta đã có cái này rồi nha thì chúng ta sẽ cần phải gọi là khi các bạn nhấn vào cái nút này này chúng ta đã set state rồi đúng không thì chúng ta sẽ cần phải fire cái cái event của thằng Redux đấy các bạn để cho lưu người dùng ấy thì uh, sau khi mà chúng ta lưu người dùng thành công thì chúng ta vẫn bị một cái Đấy chính là chúng ta vẫn cần phải chuyển cái cái người dùng thành trạng thái là edit à thành cái trạng thái là create thì chúng ta có một cái hàm là component update đây các bạn này component đây thì uh, khi list người dùng bị thay đổi thì mình sẽ cần phải gán lại thằng action nha thằng action của chúng ta luôn mặc định là chúng ta sẽ lấy là crud action và các bạn sẽ là create nha tức là khi cái list người dùng bị uh, bị thay đổi đấy các bạn hình dung là khi các bạn nhấn nút lưu người dùng thành công ấy thì uh, ngay lập tức thì cái bảng này của chúng ta được cập nhật lại đúng không thì đồng thời cái cái nội dung này cái đống tách này mình clear đúng không thì mình sẽ cần phải chuyển lại cái nút này là cái trạng thái là create thì ở đây thì mình đã gán rồi nha các bạn, mình sẽ phải gán mặc định của nó cái giá trị của nó là create nha và mình nhấn Ctrl S này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm thằng thằng Redux nha các bạn. Thì à, tại đây này, tại cái function là handle handle from parent này thì đến đây thì chúng ta sẽ cần phải gọi um, chúng ta sau khi sau khi edit. Thì bây giờ cái hàm à, thực chất là chúng ta không cần các bạn ạ. Khi các bạn nhấn cái nút này này, cái nút uh, cái nút này này, cái nút uh, cái nút lưu ấy các bạn cái nút lưu ấy bản chất ấy, cái nút lưu này cái nút lưu user này bản chất của nó ấy là chúng ta luôn gọi đến cái hàm này các bạn này chúng ta hiển thị tách khác nhau khi nó hiện là edit hoặc là khi nó hiện là lưu đúng không tuy nhiên về khi các bạn mà nhấn nút on click vào thì nó luôn gọi được đến cái hàm là save user này thì vào cái hàm save user thì nó sẽ check và date này đồng thời là nó sẽ gọi đến cái hàm là file react uh, react action thì tại cái bước này nha các bạn phải check tiếp cho mình này chúng ta sẽ lấy nhá let action nha chúng ta sẽ cần phải lấy action ra này chúng ta sẽ cần phải lấy action from this.state nha thì đây là một cú pháp mình gõ nhanh còn các bạn có thể gõ là let action bằng this.state.action nhá đấy các bạn để ý thấy rằng là tên biến này và cái tên key mình lấy là giống hệt nhau thành ra là mình mới mình mới gõ được kiểu này được thì mình sẽ lấy được cái biến action ra rồi nha thì ở đây này các bạn sẽ cần phải là uh, mình sẽ chia hai hai trường hợp nha ở đây là file re, re, Reduct uh, create create uh, create user nha đấy thì ở đây thì mình sẽ check này if action này bằng 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 cái gì cái crud action này và các bạn sẽ là nếu action của chúng ta bằng cái thằng crud action thì chúng ta mới làm cái này nha các bạn chúng ta mới fire cái action này nha còn nếu uh, mình sẽ còn nếu mà chúng ta action của chúng ta else chúng ta sẽ dùng một cái if trước tiếp thôi thì uh, mình để cho chắc chắn thì mình dùng một cái if nữa còn nếu như các bạn không cần thì các bạn có thể dùng else thôi còn ở đây thì mình để cho chắc chắn là cái action của chúng ta phải là edit đấy thì chúng ta mới là fire fire chúng ta mới là fire reduce edit user nhá thì uh, tại sao mình lại cần phải chia đôi như thế này lý do mình chia đôi như thế này để các bạn biết rằng là cái API chúng ta tạo mới người dùng ấy và cái API chúng ta thêm mới à, sửa người dùng ấy nó khác hẳn nhau thành ra ở đây thì chúng ta sẽ cần phải cây hai trường hợp này nha các bạn thì ở đây thì mình sẽ cần phải đi định nghĩa cái thằng action nha thì như hôm trước thì mình sẽ mở lại cái store này thì đầu tiên là mình sẽ cần phải định nghĩa cái action time nha thì mình đã có create này fetch này fetch all tức là tương ứng với trường hợp read nha delete này create thì bây giờ mình sẽ lại edit nha các bạn mình sẽ copy thằng này mình sẽ enter ra nha và mình sẽ thay cái từ create này bằng cái là edit nha đấy chúng ta làm crud mà thì làm đến đâu chúng ta chắc đến đấy thôi edit rồi như vậy là mình đã khai báo xong cái tên action rồi thì bây giờ mình sẽ đi định nghĩa cái admin action nha mình sẽ copy cái thằng uh, delete a user thôi thì mình sẽ copy cái tên uh, tên function này thì uh, mình sẽ kéo xuống cuối cùng và mình sẽ là ở đây thì mình sẽ thay uh, delete a user là mình sẽ ghi là Uh, edit a user, nha các bạn đấy. Edit, thì ở đây thì mình sẽ cần phải xem xem là chúng ta dùng cái hàm nào, nha các bạn. thì để biết nó dùng hàm nào thì mình sẽ mở cái file user service ra. thì trong này chúng ta có một cái hàm đấy chính là edit này các bạn thấy là chúng ta chỉ cần chuyển vào input data thôi. thì mình sẽ copy cái tên là edit user service nha và mình sẽ vào thằng này mình sẽ cần phải import nó vào ngay trên cùng này. Thì đấy là lý do tác dụng của chúng ta làm video lần trước ấy. Việc AVI thì chúng ta đã handle hết rồi Thành ra các bạn thấy là chúng ta viết rất chìa nhanh đúng không Thì ở đây thì mình sẽ ghi vào data thôi nha Chúng ta sẽ truyền một cục data lên trên cho thằng Node.js Nó tự biết phân biệt rồi Thì à, nếu mà thành công thì mình sẽ ghi là update Từ user success này Và mình sẽ gọi đến cái hàm là uh, edit Edit chúng ta đây Và sau đấy thì chúng ta cũng cần phải fetch lại like all user nha Thì ở đây thì à, mình sẽ là update nha update 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 dispatch uh, this part là chúng ta sẽ là edit. Mình sẽ đặt là edit nha, cho nó giống cái này. Tương tự thì mình sẽ copy cái thằng này, copy xuống dưới này và mình sẽ là toast error như thế này. error. Đấy. Uh, mình sẽ là mình sẽ sẽ log cái này nhá. Đây các bạn để ý thấy rằng là, bây giờ chúng ta sẽ cần phải ghi uh, chúng ta sẽ đặt ở đây thì uh, chữ e. Uh, mình viết uh, mình viết hơi sai nha. Chữ e nha các bạn, e mình viết thường thôi thì à, nó vậy với đúng xin stack nha mình viết nó hơi ngưỡng, ngưỡng tay là mình thấy nghi nghi rồi đấy edit cái này nha rồi ok bây giờ mình sẽ cần phải định nghĩa hai cái action nha các bạn đầu tiên là edit user success này Ờ à, có ý, chúng ta sẽ phải export nó ra thì sau này chúng ta mới sử dụng được export con sư tử nhá à, con sư tử này bằng một cái bằng một cái arrow function thôi và cái này nó sẽ trả về được cho các bạn một cái action thôi action của chúng ta chúng ta định nghĩa là type của chúng ta sẽ là action type và các bạn sẽ là edit user success nha đấy đây tương tự thì mình sẽ copy thằng này và mình paste nó ra và mình sẽ định nghĩa cái là edit user fail thì chúng ta chứ định nghĩa ở đây thôi còn về bản chất là chúng ta không dùng các bạn ạ còn về sau này khi các bạn mà cần phải xử lý ví dụ là sau khi các bạn edit user xong các bạn muốn xử lý là các bạn update cái gì gì đấy thì các bạn mới dùng cái con redux nha còn ở đây thì chúng ta vẫn để đầu chờ như thế này thôi thì à, như vậy là mình đã xong cái thằng uh, update thằng user này rồi nha thì uh, công việc tiếp theo là mình sẽ cần phải gọi cái action là edit a user này bên trong cái thằng uh, user redux này thì uh, để làm được điều đấy thì mình sẽ viết tiếp cái action ở đây nha các bạn thì uh, thằng này sẽ truyền vào một biến data nha và đây thì mình sẽ dùng một cái uh, đây mình sẽ copy thằng này ra thôi này mình copy thằng này Paste vào đây các bạn thêm cho mình dấu phẩy phía trên này thì nó không lỗi này mình sẽ cần phải chuyển vào một biến data nha tức là data người dùng edit đấy và mình sẽ cần phải fire cái action này mình sẽ rename nó là redux nha các bạn cho các bạn phân biệt nha đấy như vậy là mình đã đặt tên một cái key để mình có thể fire được cái action của thằng Redux Action của thằng Redux chúng ta fire, đấy chính là cái edit a user thôi Mình sẽ copy cái tên uh, cái key này Và mình sẽ truy cập vào nó khi chỗ mà chúng ta vừa switch cây ấy Đây các bạn này, ở trên này, đây Mình sẽ fire rồi nha Các bạn chỉ cần là vid prop chúng ta, không phải chấm .password đâu chúng ta sẽ, uh, chấm .prop, chấm. chúng ta sẽ file ở cái hàm này, đồng thời là chúng ta sẽ cần phải truyền vào biển data đúng không các bạn thì uh, ở đây, thì mình sẽ mở lại cái um, cái uh, cái hàm này của chúng ta này mình sẽ mở lại cái hàm này, mình sẽ xem xem là chúng ta truyền cái gì nha, các bạn chạy search này thì uh, hôm trước là mình có trong cái, um, đây chúng ta có chúng ta có định nghĩa rồi uh, get ờ, uh, edit user này thì chúng ta chuyển nguyên vào một thằng người dùng thì uh, hôm trước là chúng ta ném nguyên một thằng người dùng lên trên server các bạn ạ <laughs> thì ở đây thì uh, thay vì vậy thì mình sẽ mở cốt thằng uh, ria thằng node.js ra nha các bạn nha thì mình sẽ mở cốt xem là cái server của chúng ta nó làm cái gì nào thì trong file user service này thì mình xem xem là chúng ta có viết đây thì uh, khi chúng ta mà update user thì chúng ta cũng chuyển vào một cục này chúng ta chuyển vào id này Uh, chúng ta chuyển vào id first name last name address này à ở đây thì các bạn để ý thấy rằng là ở đây chúng ta chỉ update ba thằng này thôi nha thì ở đây thì mình sẽ update thêm cho nó nha các bạn nha uh, chúng ta sẽ là user này các bạn sẽ user chấm row row id này sẽ bằng data chấm row id nha uh, thì ở đây thì để chắc chắn hơn thì mình sẽ check này nếu mà có data chấm row id thì mình mới làm thôi uh, um, nếu mà mình sẽ mình sẽ như thế này ờ, ở đây thì uh, hoặc này hoặc nha mình sẽ thêm một cái một cái hoặc nữa này nếu mà không có tiếp là thằng data chấm ID này hoặc này không có thằng data data chấm position position ID này hoặc tiếp này uh, chúng ta không có thằng data này chấm gender nha tức là bây giờ mình sửa lại API một chút các bạn ạ tức là chúng ta sẽ check là nếu chúng ta không truyền lên ID này không truyền lên row ID này không truyền position ID hoặc là không truyền lên thằng gender thì chúng ta sẽ báo lỗi là missing parameter luôn nha thì việc chúng ta báo lỗi ở đấy thì cái cây này nó không bị lỗi các bạn này cái cây mà chúng ta set ở dưới này này nó không bị lỗi cái thằng người dùng nha rồi chúng ta đã truyền thằng row này các bạn sẽ là user chấm một thằng là position ID chính bằng data chấm position ID Tương tự là chúng ta sẽ là user.gender gender chính bằng data.gender nha các bạn. Gender. Rồi, về cái thằng cái thằng ảnh ấy thì hôm sau thì mình sẽ sửa lại tiếp cái API này nha. Các bạn nhấn Ctrl S này. Các bạn để ý thấy rằng chúng ta chuyển lên cái này nha, mình sẽ copy thằng này và mình sẽ vào à ở đây thì nó chưa update thằng phone number nha các bạn thì các bạn sẽ là user.phone number nha. Thì mình sẽ xem database của chúng ta nào. DataBase của chúng ta là mình đã mở cái thằng hỏi dân IT này, mình sẽ mở cái bảng user ra và mình sẽ thê xem cái cấu trúc structure chúng ta đang đặt là phone number chúng ta chữ n viết thường nhé các bạn, chữ, uh, sorry các bạn cái này là cái cái lỗi syntax uh, của mình thôi và chúng ta sẽ là data chấm phone number nha các bạn, phone number thì các bạn uh, viết uh, viết hoa chữ này cho mình nha. Rồi như vậy là chúng ta đã sửa thành công cái API bên thằng Node.js nha, các bạn thêm cho mình cái đống này, thì mình sẽ copy cái đống này này mình copy sang cái thằng React của chúng ta này. Mình sang thằng React thì mình sẽ paste vào đây nha. Chúng ta sẽ cần phải truyền vào thứ nhất đây. Các bạn sẽ cần phải truyền vào cho mình là cái um, cái email này, password, first name. Nói chung là các bạn sẽ truyền vào cái đống mà khi các bạn create ấy, thì các bạn sẽ truyền vào trong này cho mình này. Thì mình sẽ xem nào. cái phone number của chúng ta uh, đúng rồi thì mình sẽ đây. thì quay lại thằng nốt xe thì các bạn không cần phải uh, thay chữ N đâu nha. Lý do chúng ta không phải cần phải thay cái chữ N ở đây. Ấy thì các bạn để ý thằng, uh, thằng React này, thằng React chúng ta mặc dù chúng ta lấy state như thế này, tuy nhiên là khi chúng ta chuyển lên chúng ta đã ép kiểu của nó thành như thế này rồi. thì uh, như vậy là mình đã lấy thành công những thằng này nha. thì ở đây thì mình chuyển thêm một cái thằng avatar nữa, avatar, avatar này, thì uh, mình sẽ là this. state nha, chấm avatar nha, đấy. thì uh, mình chuyển thừa thằng avatar. còn uh, trên này, uh, nói chung là mình sẽ comment cái dòng này lại nha. hôm sau thì mình sẽ check cái thằng này thì à, như vậy là mình đã truyền cái à, ở đây thì à, các bạn biết rằng là chúng ta sẽ cần phải truyền thêm một cái là chúng ta sẽ cần phải truyền thêm một cái là id các bạn ạ thì à, ở đây thì à, mình sẽ cần phải để thêm một biến state cho nó nha các bạn mình sẽ đặt một cái biến state là id nha các bạn đấy thì à, à, user à, edit id nha đấy thì à, mình sẽ cần phải có cái biến này để mình lưu lại xem là mỗi một lần mà Uh, uh, quên, mình uh, viết hơi nhầm các bạn mình cho X nha, mình sẽ cần phải khai trên này này, mình sẽ cần phải có cái biến này để mình lưu được cái thằng ID của thằng người dùng đang sửa đấy các bạn thì uh, cái biến này thì mình sẽ làm ở đâu thì mình sẽ xem nào cái biến này là khi mà các bạn gọi lên cái hàm gọi là handle này các bạn này thì các bạn sẽ set ID cho nó nha chúng ta sẽ set ID của nó chính bằng user.id thôi ID, đấy, thì khi các bạn gọi là nhấn vào cái nút bút chì ấy thì có phải là nó gọi lên thằng cha đúng không thì ngay tại thằng tra chúng ta sẽ xét giá trị cho biến này và chúng ta sẽ sử dụng sau đấy Thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây các bạn này bit.state State. đấy Như vậy là các bạn đã lấy được thằng ID của người dùng rồi nha Rồi Bây giờ là chúng ta bắt đầu sẽ test cái thành quả của chúng ta này à, Trước tiên là mình sẽ refresh một cái này thì nó chạy lại code rồi nha Bên này này Lúc nãy là nó bị lỗi thôi Rồi à, Cái thằng feedback 3 các bạn để ý thấy nha thằng feedback 3 này Trước tiên là mình sẽ check DB trước nha Thằng Facebook 3 này, thằng Facebook 3, thằng Facebook 3 Thằng hỏi dân IT này, mình sẽ nhấn lại nhá Chúng ta có một cái thằng là Facebook 3 Đây các bạn để ý thấy rằng là Hiện tại của nó đang là giới tính là F Tức là female là nữ nha Row là R2 này Cũng như position của nó R2 Thì mình sẽ đổi nó thành đầu tiên hết nha Tức là nó sẽ là male này, R1 và P0 nha Giống cái thằng này các bạn này Giống cái thằng hỏi dân IT, cái thằng trên này này Thì à, bây giờ mình sẽ nhấn vào thằng này nha Thằng Facebook 3 này nó đã lấy được các uh, các này rồi nha mình sẽ là ghi là fix bước ba edit nha edit à có một cái nữa rồi cái này tí nữa thì mình sẽ disable ở trường mật khẩu nha ở đây mình sẽ ghi là fix 3 ba fix ba name nha đấy họ và tên là họ này họ eric nha eric rồi số điện thoại thì mình sẽ đặt là là không ba hai một bốn năm sáu bảy tám chín đấy số điện thoại này địa chỉ của mình sẽ là hà nội nha rồi ở đây thì giới tính mình sẽ để là thành thằng thằng đầu tiên nha riêng thằng vai trò thì mình sẽ chuyển là bệnh nhân thì à, nó sẽ là cái vai trò cuối cùng ạ mình nhấn lưu thay đổi nha nếu như mình nhấn lưu thay đổi thành công ấy, thì cái bảng này này nó sẽ cập nhật cái dòng đầu tiên cho các bạn cũng như cái nút này nó sẽ thành cái nút là create user nha mình nhấn lưu này lưu đấy mình đã update user success rồi tuy nhiên là chúng ta cái nút lưu này nó vẫn uh, tên của chúng ta cập nhật hết rồi các bạn này tuy nhiên cái nút của chúng ta nó chưa cập nhật này mình xem xem là nó không báo lỗi gì đúng không nó không báo lỗi gì tuy nhiên cái nút của chúng ta nó không cập nhật thì mình sẽ check db xong xem, xem nhá à, mình sẽ nhấn sửa này thì nó sẽ lốt lại được đúng cái ba cái ba uh, cái combo box này nha các bạn đấy thì nó có lốt lại cho chúng ta này chúng ta lấy được thông tin là tức là chúng ta sửa được thành công rồi đấy mình sẽ nhấn cái này thôi thì cái thằng Facebook 3 của mình nó cập nhật hết rồi này R3 này P0 này thì uh, row của nó R3 tức là patient tức là bệnh nhân đấy các bạn thì mình đã sửa thành công rồi nha Tuy nhiên là cái nút lưu thay đổi nó không cập nhật thì mình sẽ xem lại một chút xem nào. Chúng ta vào đây edit user này. Uh, khi mình đã vào đây rồi, action ờ uh, user status này, cái action của chúng ta à uh, hình như là mình có đặt ra à, mình nhớ thừa nha các bạn, cái action này không có chữ s đâu nha. Mình thừa một cái chữ s thôi các bạn đây này để biết nó có hay không ấy trên cùng này mình thấy mình đặt tên cái biến state của chúng ta là action mà thì bây giờ mình sẽ sửa lại nha các bạn thằng feedback 2 này mình sẽ ghi là feedback 2 edit nha edit mình sẽ sửa cái số điện thoại của nó thôi 789 này như thế này thôi và mình nhấn lưu nha mình sẽ xóa cái text này đi này đấy giới tính của nó mình sẽ chọn là khác nha và mình nhấn lưu thay đổi này đấy các bạn thấy rằng bây giờ nó thành lưu user rồi nha và mình có cái pop up này thành công rồi nha thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái thằng uh, feedback 2 nha và xem xem là các bạn có lấy được cái giới tính là khác cũng như là nó cập nhật cái số điện thoại không nha. Thì uh, mình sẽ ớ hơi vô lý nhỉ. Hình như là chúng ta lưu sai rồi. Uh, thằng feedback 2 đáng lẽ nó phải vào đây nhỉ. Mình refresh lại một cái xem nào. Ờ uh, feedback 2. Feedback 2 sửa xem nào. À ừ cái lúc nãy là do mình không đổi cái tên của nó các bạn ạ. Ví dụ mình sẽ là feedback 2 new nha. Mình nhấn lưu thay đổi này đấy feedback hai new ở ờ, tại sao mà cái tên nó không cập nhật nhỉ cái tên của nó có đúng à cái này là cái email mà email mình sẽ là feedback hai new xem nào mình sẽ nhấn lưu thay đổi đây à các bạn biết tại sao mà cái email nó không cập nhật không tại vì bên cái thằng cái thằng này này cái thằng uh, nó sẽ của chúng ta chúng ta không cập nhật lại trường email các bạn ạ thì đúng ra là mình sẽ disable cái trường email và password nha các bạn thì sửa thông tin thì ai cho sửa email đâu sửa email là giống như các bạn là thay đổi luôn tài khoản đấy sau này chúng ta dùng email là để đăng nhập mà thì để gọi là disable trường đấy thì trên cái file trên thằng react của chúng ta này các bạn sẽ làm cho mình một tiếp một chút xíu nữa nha thì đối với thằng các bạn sẽ kéo xuống cái view này cái thằng view của chúng ta ấy. đây đối với hai cái trường là đây đối với hai cái trường đầu tiên là gender bằng true đây nghĩa là cái thằng này các bạn này, thì à, các bạn sẽ làm cho mình một cái điều kiện nha, các bạn là disable, cái điều kiện disable nó là một cái biến boolean thôi, thì các bạn sẽ là dis state. action này bằng 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 cái crud. edit nha, nếu mà nó là edit đấy, nếu là action là edit thì các bạn sẽ đây, thực chất là các bạn chỉ cần dùng như thế này là nó là đủ rồi đấy. tuy nhiên này để cho rõ hơn thì mình sẽ viết như thế này cho các bạn dễ hiểu này, đấy. Nếu như cái action của chúng ta là bằng edit thì nó sẽ trả là true, còn ngược lại khi ở create nó là false. Cái trường disable nếu sẽ bằng true ấy thì nó sẽ disable cho các bạn thôi. Thì mình sẽ copy cái này. Và mình tương tự mình sẽ cho thằng password thôi nha. Đấy, mình sẽ Ctrl S lại nha. Rồi, mình sẽ quay lại cái thằng uh, project của chúng ta này. Thì uh, các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ khi tạo người dùng là mình nhấn bình thường đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo mới một thằng này. Mình sẽ là test create này và mình sẽ nhấn mật khẩu lung tung đi. Đấy, mình sẽ nhấn lung tung hết. Rồi, những cái này thì mình sẽ là nữ đi, mình sẽ là thạc sĩ này, quả bác sĩ nha và mình nhấn lưu user. Thì các bạn thấy rằng là cái thằng test create thì mình đã lấy được thành công rồi nha. Thì à, bây giờ đấy, bây giờ thì à, mình sẽ nhấn vào nút sửa nha các bạn. Đấy các bạn thấy rằng là mình đã lưu thay đổi đúng không? Và đồng thời những cái này này mình đã không nhấn được nữa rồi, mình không cho thay đổi email cũng như không thay đổi tên. Tên ở đây thì mình sẽ ghi là hỏi dân IT, hỏi dân IT name nha và with Eric này, đấy. Số điện thoại mình sẽ là 0321 à, uh, bài một nha đấy địa chỉ của mình sẽ ghi là mình ví dụ mình ở lào này và mình sẽ chọn giới tính là nam đi và chức danh của mình là giáo sư uh, quản trị viên nha mình nhấn lưu thay đổi này thì bây giờ nó đã cập nhật cái hỏi danh này tin name này cũng như là with eric và lào nha bây giờ mình nhấn sửa chẳng hạn các bạn thấy rằng là nó đã lấy được các giới tính của mình lên rồi đúng không thì như vậy là mình đã sửa thành công rồi nha cũng như là chúng ta đã kết thúc cái thằng crud thì uh, trong video tiếp theo ấy mình muốn là cái việc chúng ta làm cái phần ảnh này này làm về phần ảnh ấy như mình nói ngay từ đầu chúng ta có hai cách một là các bạn sẽ các bạn sẽ cần phải gọi là chúng ta sẽ lưu thông tin chúng ta sẽ phần phải chuyển cái cái ảnh của chúng ta thành cái dạng binary và chúng ta sẽ lưu vào database hai là các bạn sẽ cần phải là mu, chúng ta không lưu thông tin ảnh mà chúng ta chỉ lưu đường dẫn ảnh thôi thì khi đấy là chúng ta sẽ cần phải mua cái ảnh vào bên trong cái server node.js của chúng ta tuy nhiên cái việc mà lưu cái ảnh vào bên trong server Node.js của chúng ta sau này các bạn gọi là các bạn à, dùng bởi vì là mình dự định sau này là mình sẽ deploy cái project của chúng ta lên heroku thôi bởi vì là nó là một cái host free cũng như là nó cho chúng ta một cái đường link là https đây các bạn thì sau này mình còn muốn là nhúng một con chatbot vào bên trong cái project của chúng ta thành ra là mình không dùng cái dịch vụ của amazon web service thì à, mình không dùng amazon web service nó có nhiều lý do lắm các bạn không phải là mình không biết cái đấy mà lý do cơ bản nhất rằng là các bạn sẽ cần phải có một cái thẻ credit card tức là các bạn cần phải có một cái thẻ mà thanh toán quốc tế để cho nó gọi là nó tốn mất gọi là một đô nhỉ một đô hay là bốn đô ấy mình nhớ không chính xác tuy nhiên là nó sẽ cho các bạn dùng cái dịch vụ amazon web service cái là free tire tức là cái tầng miễn phí trong vòng một năm tuy nhiên cái việc đấy thì mất công các bạn phải gọi là đăng ký tài khoản các kiểu qua là điều thay vì vậy thì mình sẽ giúp các bạn dùng heroku nó hoàn toàn miễn phí luôn mà nó cũng không yêu cầu cái thẻ ngân hàng cái gì hết thì um, khi dùng thằng heroku ấy nó có một cái nhược điểm là nếu như các bạn upload file lên đấy thì sau 30 phút sau 30 phút thì cái file đấy nó sẽ bị xóa thì thay vì vậy thì mình sẽ giúp các bạn là chúng ta sẽ lưu cái ảnh vào database chúng ta sẽ lưu cái ảnh vào cái cái dịch vụ database chúng ta sử dụng ấy thì khi vậy là các bạn móc cái ảnh lên thì nó không bị mất thì đấy là cái phần về ảnh thì chúng ta sẽ làm trong video tiếp theo nha. Thì trong video tiếp theo thì mình nghĩ rằng nếu mình sẽ chia cái này thành một video đi để mình chấm gió cho nó nhiều. Thì chúng ta sẽ cần phải sửa cái ảnh này này. Thì khi các bạn sửa cái ảnh thành công nha thì trong video tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm cái này luôn các bạn nha. Chúng ta sẽ lốt bác sĩ nổi bật tuần qua. Thì tạm thời rằng là sau này chúng ta sẽ cần phải có một cái rule để chúng ta có thể lốt được những bác sĩ này thì tạm thời là mình sẽ làm một cái rule đơn giản nhất đấy chính là mình sẽ lốt năm thằng bác sĩ đầu tiên đi cho nó dễ còn sau này ví dụ các bạn có một cái rule ví dụ là để lên ở bác sĩ nổi bật tuần qua này thì các bạn sẽ căn cứ vào cái location của cái thằng người dùng chẳng hạn này đấy là địa điểm đầu tiên này cái thứ hai là các bạn sẽ cần phải đếm số lần nó đặt lịch thành công ấy giống như là các bạn xếp theo cái độ nổi tiếng của thằng bác sĩ này ấy thì đấy là những cái tiêu chí mà các bạn phải lưu thêm vào database thì chúng ta sẽ filter tức là chúng ta sẽ lọc và chúng ta sẽ cần phải gọi là chúng ta sẽ hiển thị lên cho người dùng còn ở đây thì chúng ta chứ đơn giản là chúng ta sẽ lấy năm thằng bác sĩ đầu tiên trong database của chúng ta đi còn những thằng khác thì các bạn khi các bạn nhấn vào nút xem thêm này thì nó sẽ ra những thằng khác nha uhm, thì như vậy đấy là ý tưởng mình làm thôi còn trước khi kết thúc video này mình sẽ review về những cái file mình thay đổi nha thì à, trước tiên là sẽ bắt đầu với thằng nốt cs nha thì à, đối với thằng nốt cs các bạn này thì à, thằng node xe thì mình có bổ sung thêm điều kiện để check này Thì à, hôm trước chúng ta chỉ check là chúng ta không chuyển lên ID thôi Thì à, ở đây thì mình sẽ Khi các bạn mà thêm cái điều kiện này này Các bạn để ý thế nào là khi mình thêm cái điều kiện này đúng không Thì cái các bạn lưu ý nha Thì cái chức năng này của chúng ta nó sẽ bị lỗi này Cái là serial ID user này Khi các bạn mà nhấn edit user ở đây ấy, nó sẽ bị lỗi Bởi vì ở đây thì mình không chuyển lên thằng row đúng không Thì bạn nào mà muốn giữ cái này ấy, thì các bạn sẽ cần phải lấy nhá Các bạn sẽ cần phải off cái code này của mình nhá Cái off cái đống check của mình này này thì à, bản chất là sau này thì mình cũng xóa luôn cái là CRUD user thôi và mình chỉ để lại cái thằng CRUD Redux đấy. Thì à, các bạn thấy rằng là mình đã làm xong cái thằng CRUD Redux rồi đây, mình đã giúp các bạn làm một cái thằng CRUD rồi. Thì à, như vậy là các bạn cũng có một cái bay tức là mình có thể có thể là nhờ các bạn những cái bạn mà mới bắt đầu ấy, mình biết rằng là các bạn có thể là các bạn vẫn chưa gọi là chưa thành thạo với thằng Redux thì tuy nhiên các bạn cũng biết một cái gọi là cơ bản nhất rồi thì khi các bạn đã biết một cái cơ bản nhất rồi ấy thì các bạn bây giờ là đến cái bước mà các bạn cần phải thực hành thì bây giờ mình sẽ làm các chức năng đúng không? Thì các bạn có thể xem mình làm các chức năng này, mình viết API, mình đang viết theo kiểu là gọi API và mình gọi là gọi cái hàm set state. Thì thay vì làm giống mình thì các bạn có thể gọi là dùng Redux thì đấy là cách các bạn học Redux nha. Các bạn phải tự làm chứ không phải là lúc nào mình cũng phải là các bạn phải xem mình làm như thế nào, các bạn mới làm. Thì như vậy trình độ các bạn sẽ gọi là có lên. Tuy nhiên là nó lên rất chỉ là chậm. Các bạn muốn lên nhanh ấy, các bạn cứ làm như mình này. Các bạn thấy rằng là bên này mình gọi thuần đúng không? Gọi API thuần và bên này mình toàn dùng Redux thôi thì các bạn sẽ dùng Redux nha. Các bạn sẽ để ý thấy rằng cách viết cái component của mình các bạn để ý thấy bên trong này này, mình không hề gọi service đúng không? Mình trăm phần trăm mình chỉ gọi thằng Redux thôi. Thì chúng ta sẽ bê cái việc mà gọi API vào bên trong cái việc là chúng ta sẽ gọi Redux nha các bạn. Thì đấy là cái cách giúp các bạn có thể gọi là dùng thằng Redux nha. Thì mình sẽ quay lại cái thằng thằng JS nha thì mình thay đổi cái này đồng thời là mình sẽ update thêm cái bốn trường này cho cái thằng cho cái thằng database của chúng ta này quay lại với thằng React này thì thằng React thì chúng ta thay đổi khá chi là nhiều đối với thằng Table Manage này thì mình có gọi là đặt thêm một cái action uh, action để cho nó fire lên thằng cha nha cũng như là mình gọi là mình đã thêm cái sự kiện là click cho cái thằng này rồi nha đối với thằng User redux thì mình có gọi là tạo một cái biến là CRUD action này mình có tạo thêm một cái là một cái biến action để cho biết được rằng là chúng ta đang sửa hay là đang thêm người dùng này cũng như là mình đã lưu cái id của người dùng cần edit này thì ở đây thì mình sẽ xóa mấy cái dấu này đi đấy dấu cách thôi mà rồi mình có tạo thêm một cái là khi chúng ta mà có sự thay đổi của người dùng thì chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ cần phải xét lại các giá trị gọi là row id các thứ nhá cái này thì điều kiện đơn giản thôi cũng như là chúng ta sẽ xét cái action default tức là cái action là create nha các bạn tiếp theo nữa là mình có tạo trong cái hàm mà lưu user ấy, thì mình sẽ cần phải chia cái action ra nha đối với action là create thì các bạn sẽ gọi đến cái action là create đối với cái action là edit thì các bạn sẽ gọi đến cái action là edit nha à, sau đấy nữa là đến cái hàm gọi là mình đã viết một cái hàm để edit user các bạn thấy đây này thì ở đây mình sẽ xóa lốc đi nha thì chúng ta sẽ cần phải set state này khi các bạn gọi là edit user thì các bạn sẽ cần phải gán các giá trị gọi là user mặc định vào đây cũng như các bạn để ý thấy rằng là cái action của mình mình đặt là edit rồi này cũng như là user id thì mình gán nó vào rồi nha tương tự là đối với cái thằng thằng này này đối với cái thằng input của chúng ta thì mình thêm cái trường là disable vào đấy các bạn thấy rằng là mình disable khi là nó lại edit nha các bạn rồi đến tiếp là đối với thằng gender thì mình đã cập nhật như thế này thì nó mới gọi là lấy được cái giá trị mặc định nha các bạn thì đấy là trong video lần trước mình đang thiếu thì trong video này mình bổ sung đối với thằng nút button của chúng ta thì mình đã thêm một cái dựa vào cái action của chúng ta nha thì các bạn thấy rằng mình đã code theo cái action của nó này đấy mình sẽ chia như thế này thì khi nó là action là edit thì mình sẽ hiển thị text là edit khi nó create thì mình hiển thị text là credit thôi cũng như là ở đây thì thực chất là chúng ta không phải chuyển thằng action đâu, mình chuyển hơi thừa, chúng ta chỉ cần chuyển cái này thôi các bạn nha, mình nhấn ctrl s lại này. tương tự là đối với thằng action type thì mình khai thêm hai cái action nữa, đối với thằng admin action thì mình import cái thằng edit user api vào, cũng như là mình đã khai thằng edit user ở đây nha, giờ à, mình đã khai như thế này rồi, mình khai thêm các action, đối với file tiếng anh thì mình khai thêm thằng edit này, tiếng việt thì mình cũng khai thêm thằng edit còn đối với file constant thì mình đã khai thêm cái thằng CRUD action vào đây nha thì à, như vậy đấy chính là những cái file mình thay đổi cái này và mình đã giúp các bạn gọi là hoàn thiện một cái series nhanh về chúng ta học cái thằng CRUD với thằng Redux nha các bạn thì à, trong quá trình thực hiện video này nếu như là các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cũng như là gặp vướng mắc gì thì các bạn có thể gọi là comment bên dưới video cho mình biết hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp qua fanpage facebook của mình thì à, dù các bạn làm cách nào đi nữa thì mình đều có thể xem được tin nhắn và có thể phản hồi lại cho các bạn nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.